Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là Mạnh nhà mình đây. Thì video ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người XH125 bản CBS mới nhất 2023 này nha. Thì đầu tiên á là về phần màu sắc, con này là màu trắng pha lê nha các bạn. Đó, thì nó có những cái ánh kim á rất là đẹp luôn, chiếu vô nó lấp lánh. Về phần ngoại hình xe thì khá là sang trọng và quý phái mọi người. XH thì lúc nào nó cũng cao ráo và to bự hết nha các bạn. Về phần cân nặng á thì xe này trọng lượng của nó là 133 kg nha các bạn. Về phần mặt đồng hồ thì được trang bị là mặt đồng hồ LCD, quan sát những cái thông số rất là dễ dàng như là báo giờ, báo lỗi FI và báo số km lưu lại cho các bạn. Và xe này á là nó sẽ không có nút công tắc đèn nha các bạn. Khi các bạn mở khóa lên á thì đèn nó sẽ luôn luôn sáng. Về phần ốp tay lái trước là màu trắng, ốp tay lái sau cũng là màu trắng luôn, mặt nạ trước cũng là màu trắng nhưng mà nó có những cái viền si tạo điểm nhấn với chiếc xe này rất là nhiều ha. Phía bên trên thì có cái mặt nạ nhỏ chạy chữ Honda. Về phần pha đèn thì được trang bị là pha đèn LED giúp cho các bạn chiếu sáng rất là ổn định khi đi vào ban đêm ha. Về trước là màu trắng luôn nè. Về phần mâm thì những cái XH mà đời trước 2022 đổ về trước các bạn thì nó không có là mâm màu đen với lại phuộc màu đen. Ở đời mới 2023 này nó mới có là phuộc đen và mâm đen. Thì mình thấy cái dàn chân này nó rất là cứng cáp luôn và rất là nhiều người khen ngợi Honda những cái màu mới của chiếc xe XH này luôn mọi người. Ở bản CBS thì nó sẽ được trang bị heo dầu trước là Nissin 3 bít tông nha các bạn. Còn bản ABS thì nó chỉ có 2 bít tông thôi. Đó, thì nó bám kính của cái bố này nó ăn hết cái đĩa rất là nhiều ha. Thì thắng nó cũng rất là an toàn ha các bạn ha. Thì ở phiên bản CBS á thì khi các bạn bóp thắng sau thì thắng trước nó sẽ hoạt động luôn nha. Thì nó cũng rất là an toàn ha các bạn ha. Và phần yên á thì mình thấy cũng rất là rộng rãi luôn cho người ngồi trước và cho người ngồi sau nữa các bạn. Đó, và yên thì mình chấm á, yên này là được 10 điểm nha. Ngồi rất là im luôn. Đó, cái tay mình ấy vô thôi mình cảm nhận được nha các bạn. Về phần cốp xe á mọi người thì khá là rộng rãi luôn nha. Nó có ngăn thứ nhất nè và ngăn thứ hai luôn. Đó, và phần bình điện nó cũng nằm ở trên đây luôn ha. Về phần cản á thì mình nó sử dụng là cản nhựa nha mọi người. Có nhiều người rất là sợ nó gãy nhưng không sao đâu nha mọi người. Tuy rằng là cản nhựa nhưng mà nó rất là chắc chắn nha mọi người, xách và dắt xe thoải mái luôn nha. Đó, về phần sàn xe thì nó cũng khá là ok ha mọi người ha. Nó cũng không có quá hẹp, mình ngồi lên các bạn thấy là cái khoảng không nó còn rất là nhiều luôn. Và xe này á là được một cái nữa là đổ xăng ở phía trước cực kỳ là tiện lợi luôn nha các bạn. Khi các bạn đổ xăng á không cần phải xuống xe luôn. Đó, các bạn chỉ cần đứng ngồi trên xe thôi là mở nắp ra, đó, là đổ xăng vô được. Thì xe này được trang bị là ổ khóa thông minh Smart Key ha, thì giúp các bạn sử dụng nó an toàn hơn và tiện lợi hơn. Về phần ốp sườn thì là màu trắng luôn nha các bạn. Ngay chỗ này có chữ XH và các bạn lưu ý nha, những cái xe 125 á thì nó sẽ không có để là cái tem 125 ha, nó chỉ có chữ XH thôi. Và những cái xe 150 á thì nó sẽ có thêm một cái miếng tem ở dưới đây nè mọi người. Đó, bô là che bô với lại bô liều là màu đen hết ha. Với lại phục sau nè, về trong với lại két nước đều là màu đen hết. Và mâm sau á là một vỏ sử dụng á là vỏ 120 nha các bạn. Mâm trước á sử dụng á là vỏ 100. Đó, thì nó giúp cho mình nó bám đường thì cũng rất là tốt. Về phần đuôi đèn hậu thì được trang bị là LED hết nha mọi người, nên sử dụng rất là bền bỉ. Và cái đuôi mình cảm thấy bầu về sau thì nó cũng có cái vẻ đẹp riêng của nó mọi người. Thì hồi lúc mà thời điểm mà mới ra cái xe này á, mình thấy cái xe này thì nó rất là xấu mọi người, nhưng mà sau thời gian á mình dòm quen mắt đi á thì mình cảm nhận được cái xe này nó cũng có cái vẻ đẹp riêng của nó đó. Và điểm trên con xe này mình rất là thích đó là được trang bị động cơ SB Plus 125 4 van mọi người. Thì nó giúp cho chiếc xe mình nó vận hành mạnh mẽ và mượt mà hơn. Nhưng mà về cái độ ồn á thì nó sẽ ồn hơn so với những cái động cơ hai van như là XH 2019 ha. Thì xe này á chạy 100 cây tiêu hao mới nhiên liệu á là 2.46 nha các bạn. Đó, thì bình quân 1 lít xăng các bạn đi cũng được khoảng 40 cây. Nếu mà xe này á thì hôm nay á thì nó chỉ còn có hơn 70 triệu một xíu nha các bạn. Đó, giá hiện tại của nó chỉ còn có 77 triệu thôi. Và giá xe thì đã bao gồm thuế VAT cho bạn hết rồi. Nếu bạn nào mà chưa đủ điều kiện á thì mình có thể mua góp ha. Các bạn cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình để được hỗ trợ tư vấn ha. Thì ngoài này ra á thì mình thấy còn rất là nhiều màu nữa, nhưng mà đối với dòng này á thì các bạn nào thích màu trắng thì cứ lấy màu trắng. Và nó còn như là màu đen với lại màu đỏ nữa là bản CBS nè. Đó,
Và mua góp thì các bạn chỉ cần trả trước tầm khoảng từ 15 triệu trở lên thôi là được rồi. Và các bạn liên hệ số điện thoại lên màn hình trên màn hình để được hỗ trợ tư vấn nha. Rồi thì video của Mạnh đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video của Mạnh nhà mình nha. Và hẹn mọi người gặp lại các video tiếp theo nha. Bye bye.